ta qua câu hỏi tiếp theo. Sư thầy ơi, cho con hỏi, trên đời này từ vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay, có vị tiên nào tồn tại trên thế gian không? Và vậy tiên có thật không? Thì xin thưa với quý vị là ở trong kinh Tệ Túc của Trường Bộ, lên Google giùm sư nha, gõ kinh Tệ Túc Trường Bộ, thì đã khẳng định ngài Kumara Kassapa, ngài đã khẳng định là cõi trời và địa ngục là có thật, chư thiên ở cõi trời là có thật, và chúng sanh ở cõi địa ngục là có thật. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.